you get the butternut squash thing? Yeah. It's like, it tastes like broke sweet potatoes. It's amazing. Hai lượng nước sốt. Lobster dipped in that sauce. Mm-hmm. Rồi. Nó ăn phở đó. Mà nó nướng lên. Nó vừa đủ cay rồi. Không cay nhiều lắm. Ngon ghê. Có vị ngọt lắm ăn có đồ biển ngon cực kỳ. Ghê em ơi. Ừ, cua này cũng ngọt ngon lắm. Bữa nay ngon á. Cua này nó ngọt sợ chứ mà. Bữa nay nó không có mặn. Được bữa nó mặn. Ừ, tao lấy nè. Đúng rồi đó. Bữa nay á, cua loại này nó ngọt. Phải loại này không? Không. Loại đó loại trắng.
đó là lò trắng, còn đây lò vàng. Đấy là hai loại lò cua lặn, một lò trắng một lò vàng. Mà con lò vàng kỳ này nó ngọt ghê. Lò trắng nó ngọt không? Lò trắng chưa ăn thử. Cái này phải có cái rác rồi với mình. Hả? Ồ, ngon quá vậy. Wow. Nhưng mà hình như đó không bằng cái dạng răng mình cứng chứ không là răng mình mà dỗm dỗm này. Mấy cái cành cua này nó cứng lắm mọi người. Cái này phải có mẹ. Chiều mua đi. Chiều nói người ta. Chấm với nước chanh mọi người hoặc là nước sốt riêng của nó. Sốt của nó thì đây này nó làm sẵn nước sốt cho mình. Nó có bị chua chua cay cay nữa. Mấy cái đĩa bên này con. Nó có phải không? I stole mommy's. Cái này không ngon. Cần lớn rồi ha. Cần bạc. Nó hơi nhỏ thì cái xíu mà nó rất ngon. Cái chân của nó nữa. Đây có thể. Because I already ate mostly vegetables and I'm full.
quên ngon gì cả gà à, cuốn này ngon không có mặn biết mua ấy mày mua này mày quá mọi người ơi. Nó là số 1 của đồ biển. Đây nè, cái bình nè. Nhưng mà có ly không?
Mình có hạt cháu. Hạt cháu nó ăn đồ biển không được. Hôm nay ăn tâm hồng được nên phải ngồi xa với mình. Cái nước chấm của nó cũng ngon.